Thân mến, xin chào cả nhà. Chúng tôi đã giải đáp đầy đủ các vấn đề HIV mà quý khán giả đã gửi thư về cho admin. Lavi hiện cũng là cơ sở tư vấn về thời điểm xét nghiệm HIV hiệu quả, thời gian xuất hiện triệu chứng tốt nhất trên các diễn đàn. Chúng tôi có quan điểm tư vấn bất kỳ ai, không bỏ sót các bạn có nguy cơ. Theo đánh giá của quý khán giả, Lavi có chất lượng chăm sóc rất tốt. Các bạn có thể nhấn vào xem thêm trên điện thoại di động bên dưới để tìm hiểu các chủ đề HIV khác và đầy đủ. Hãy để comment cũng như các câu hỏi hoặc lời chúc sức khỏe cho cộng đồng đang tìm hiểu về kiến thức HIV. Sau đây, admin trình bày các triệu chứng của một căn bệnh lây nhiễm qua tình dục cũng rất dễ nhầm với triệu chứng HIV giai đoạn cửa sổ. Đó là sùi màu gà ở nam và cả nữ giới. Sùi màu gà hay còn gọi là bệnh mụn cơm do virus Human Papilloma, gọi tắt là HPV, gây nên đặc trưng là các tổn thương dạng nhú lành tính. Dấu hiệu ban đầu xuất hiện là những vết sẩn mềm màu hồng hoặc là nâu da. Ở giai đoạn đầu, do biểu hiện của bệnh không rõ ràng nên dễ chẩn đoán nhầm thành sang nhân mai u. Nhưng vài tháng sau khi nhiễm bệnh, các tổn thương sẽ hợp lại thành mảng lớn có hình giống súp lơ hoặc màu gà. Tổn thương điển hình là các sẩn nông kích thước từ 1 đến 10 micromet, có thể đơn độc hoặc nhiều. Các loại tổn thương khác có thể gặp ở sẩn mịn hình vòm màu da, sẩn tăng sừng có lớp vảy dày giống như mụn cóc ở da hay dày sừng da dầu, sẩn dẹp hơi nhô lên trên vùng da xung quanh màu hồng phẳng bề mặt nhẵn và thường không có triệu chứng cơ năng, hiếm khi có ngứa, bỏng rát, đau. Nữ giới bị sùi màu gà xuất hiện triệu chứng ra khí hư, có thể viêm âm đạo kèm theo. Nam giới có sùi ở miệng sáo, niệu đạo có thể tiểu ra máu tươi có dòng và có bất thường dòng nước tiểu, có thể kèm theo các triệu chứng khác như là ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, mất tự tin. Về vấn đề điều trị, mục đích điều trị là loại bỏ tổn thương, không phải tiêu diệt virus HPV. Không có phương pháp nào được coi là vượt trội và phù hợp cho tất cả bệnh nhân cũng như tất cả các tổn thương. Các phương pháp điều trị không diệt được virus HPV, thời gian đào thải của virus ra khỏi cơ thể chưa được biết rõ. Tái phát có thể xảy ra ở tất cả các phương pháp. Để xác định bệnh sùi màu gà, ngoài các triệu chứng đặc trưng rõ ràng, chúng ta có thể kết hợp thêm xét nghiệm PCR virus HPV để xác định tiếp gây bệnh sùi màu gà. Và đây cũng là cách xác định chính xác nhất. Từ các kiến thức triệu chứng trên, các bạn có thể xem xét đánh giá tổng thể thể trạng của mình để kịp thời điều trị một cách tốt nhất nhé. Amin xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bình an. Lavi xin chân thành cảm ơn.